Sau cú đúp ở trận El Clasico, tiền vệ Jude Bellingham nhận được nhiều lời khen từ các ngôi sao bóng đá, trong đó có Erling Haaland. Gã này thật không tưởng, Haaland viết trên Instagram kèm theo ảnh chụp màn hình Bellingham sút xa gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid trước Barca hôm 28 tháng 10. Sau đó tiền vệ người Anh còn đệm bóng ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 vào phút bù hiệp 2. Haaland và Bellingham từng là đồng đội ở Borussia Dortmund giai đoạn năm 2020 đến năm 2022, cùng nhau đoạt cắp Đức 2021. Hè 2022, Haaland chuyển sang Manchester City và đoạt cú ăn 3. Một năm sau, Bellingham cũng chuyển tới Real và bùng nổ với 13 bàn trong 13 trận trên mọi đấu trường dù chỉ là tiền vệ. Bellingham còn nhận được lời khen từ huấn luyện viên Carlo Ancelotti, khi ông cho rằng tiền vệ 20 tuổi sẽ dễ dàng ghi 20 đến 25 bàn mùa này. Bellingham chơi như một lão tướng, với thái độ thi đấu tuyệt vời, huấn luyện viên người Italy nói. Bàn gỡ hòa của cậu đã thay đổi cục diện trận đấu, giúp chúng tôi có thêm năng lượng còn đối thủ để lộ những điểm yếu. Kể từ đó, Real chơi tốt hơn đối phương. Bellingham đã ghi 10 bàn ở La Liga chỉ sau 10 trận. Một sao ngôi cũng từng mặc áo số 5 ở Real là Zinedine Zidane chưa từng chạm tới mốc này trong năm mùa giải chơi ở Madrid. Tiền đạo Vinicius Junior thậm chí cho rằng Bellingham ngang tầm siêu sao Cristiano Ronaldo. Lần gần nhất một cầu thủ ghi 13 bàn trong 13 trận đầu tiên cho đội chính là Ronaldo năm 2009. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh trung bình chỉ mất 2,6 pha dứt điểm cho một bàn thắng. Trên Daily Mail, nhà báo thể thao Oliver Howe cho rằng Bellingham có lẽ là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Trong lần đầu xuất hiện ở El Clasico, cậu ấy gánh cả một Real cáu kỉnh trên vai và giúp họ ngược dòng nhờ hai bàn đầy ấn tượng, ông viết. Thêm rằng trong lịch sử Bellingham là cầu thủ Anh thứ 5 ghi bàn trong một trận kinh điển sau Laurie Cunningham, Gary Lineker, Steve McManaman và Michael Owen. Nhưng không ai tạo được hiệu ứng mạnh mẽ như tiền vệ trẻ này.